Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử cái con ChatGPT đang làm mưa làm gió trên thị trường. À quên, trên mạng xã hội. Thấy mọi người khen nó thông minh lắm rồi đủ các kiểu. Hôm nay mình sẽ test xem con này nó thông minh đến mức độ nào nhé mọi người nhé. Rồi, và đầu tiên mình sẽ chào hỏi, giới thiệu sơ qua tí nhỉ. Nói chung là cái con này mình thấy mình hỏi nó trả lời nhiều cái cũng rất là đúng, nhưng mà con này nó nhiều cái cơ bản thì nó lại làm sai, mà nó lại không có lập trường. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ hỏi nó một cái bài gọi là đơn giản nhất để xem nó làm như nào, một bài đơn giản nhất về toán học nhé. Tài khoản miễn phí các bạn nên nó trả lời hơi chậm. Nói hay lắm, nói như một người rất là lịch sự. Rồi đây, sau đây thì mình sẽ không nói gì thêm, các bạn sẽ theo dõi xem cái con này nó làm toán như nào nhé. Vâng, vậy là sau một hồi tính tính toán toán đưa ra các thể loại kết quả thì cái con ChatGPT này nó chắc nó đang bị ngáo rồi anh em ạ. Thì theo các bạn thì cái con này nó bị làm sao, hoặc là các bạn có ý kiến gì về cái phép mà tính này không nhỉ? Con ChatGPT này nó làm đúng hay là mình làm đúng? Các bạn có ý kiến để lại bình luận bên dưới giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó xem nó nhả từng chữ một với mình. Ok, chào các bạn.